Trong chương trình, các nghệ sĩ biểu diễn 6 ca khúc do nhạc sĩ Lê Minh Sơn phổ nhạc gồm Dâng Hương, Con Đường Như Lai, Giác Đạo, Tứ Diệu Đế, Niệm Phật, Hồi Hướng, Bốn Trọng Ân, Sóng Với Nước Một Thể. Những câu từ vốn là kinh kệ khi được hòa âm phối khí và thể hiện dưới hình thức âm nhạc để lại nhiều cảm xúc đặc biệt với khán giả. Tôi rất là ngạc nhiên vì hôm nay tôi nghĩ rằng là giữa kinh kệ và âm nhạc rất là khó để gần, bởi vì là âm nhạc thì réo rắt, kinh kệ thì chậm rãi, âm nhạc thì có khi bay bổng và kinh kệ thì đi về chiều sâu. Nhưng mà tôi không ngờ là hai thứ đấy kết hợp với nhau qua cái khả năng của Lê Minh Sơn thì nó đã tạo nên một điều rất là ngạc nhiên và tôi thấy nó rất là hoàn thiện. Kinh Chuyển Pháp Luân là bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói ngay sau khi chứng ngộ với triết lý trung đạo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức lựa chọn Kinh Chuyển Pháp Luân làm bài tụng chung trong các quốc lễ và quốc tế lễ từ năm 2018. Mình là một Phật tử thuần thành, đó là những gì mà liên quan tới Phật giáo là mình rất thích, mình đã đi và để ủng hộ, cũng như là để mở rộng cái tầm nhìn của mình hơn. Sau Hà Nội, Đà Nẵng, đêm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh lần này đã để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả chư tôn đức, Phật tử và giới văn nghệ sĩ. Những giáo lý nhà Phật được truyền tải đến cộng đồng tự nhiên, gần gũi, thông qua âm nhạc.